con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập, phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 146. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 311. Tam Liên Hoa. Trì Trung Liên Hoa, Đại Như Sa Luân, Thanh Sắc Thanh Quang, Hoàng Sắc Hoàng Quang, Xích Sắc Xích Quang, Bạch Sắc Bạch Quang, Vi Diệu Hương Khiết. Đoạn kinh văn này nói về hoa sen trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoa sen trong Tây Phương Cực Lạc thế giới vô cùng trọng yếu, nên thế giới Cực Lạc còn có tên là Thế Giới Liên Hoa. Thế giới ấy hoa sen đặc biệt nhiều, có quan hệ hết sức mật thiết với mỗi người cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì Đại Kinh đã dạy rõ ràng, giảng sanh thế giới Tây Phương là liên hoa hóa sanh, cho nên chỗ để sanh vào là hoa sen, mà chỗ cư trụ cũng là hoa sen. Vì thế, đoạn kinh văn này phải giới thiệu tỉ mỉ. Xin hãy xem chú giải: Thượng ngôn trì ngoại, kim biểu trì trung. Đoạn trước nói đến sự trang nghiêm phía ngoài ao bảy báu. Ở đây là nói đến sự trang nghiêm trong ao bảy báu. Liên hoa, vạn ngữ, phân đà lợi, diệt vân ưu bát la, diệt vân bát đặc ma, diệt vân câu vật đầu. Đây là dịch âm từ tiếng Phạn của Ấn Độ. Trong phần trước đã nói đến bốn màu, tức là hoa sen gồm có bốn loại màu sắc khác nhau. Phân đà lợi là hoa sen trắng. Vạn ngữ phân đà lợi, thử vân bạch liên hoa, vị khai danh khuất ma la, tương lạc danh ca ma la. Những danh xưng này đều là cách gọi cổ xưa tại Ấn Độ. Đại chúng ta ở nơi đây thật sự phát tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong ao bảy báu liền trổ một đóa sen. Nếu quý vị ngã lòng, chẳng muốn giảng sanh, hoặc là đổi sang học pháp môn khác, hành tham thiền niệm chú, đóa sen ấy liền khô héo, chẳng còn nữa, tiêu mất. Do vậy, hoa sen trong Tây Phương Cực Lạc thế giới có héo rũ. Nhưng chư vị phải biết, hễ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa sen ấy cũng là hoa sen tồn tại đời đời, vĩnh viễn chẳng diệt. Giống như Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy, hoa sen tươi sáng,
vĩnh viễn chẳng bị biến đổi. Có thể thấy hoa sen tàn úa rơi rụng là lúc chúng ta chưa vãng sanh, vì tâm quý vị biến đổi, thái độ biến đổi, chứ sau khi vãng sanh sẽ không có những chuyện tàn héo rơi rụng ấy. Sử trùng chánh khai, danh phân đà lợi. Phân đà lợi là danh xưng trong khi hoa sen nở. Ưu bát la giả, thanh liên hoa giả, bát đạt ma giả, hồng liên hoa giả, câu vật đầu giả, hoàng liên hoa giả. Kinh nêu ra bốn loại màu. Bốn màu ấy thế gian này đều có. Theo như Đại Kinh đã nói, hoa sen trong Tây Phương Cực Lạc thế giới có vô lượng màu. Không chỉ là bốn thứ này. Do vậy, kinh này nói đại lược, hoa ấy to như bánh xe. Xa luân giả, ngôn kỳ hình giả, đại tiểu vô định. Hoa có hình tròn. Không chỉ là hình tròn, mà còn là viên mãn. Chẳng có mảy may khiếm khuyết, nên dùng xa luân làm tỷ dụ. Trong hết thảy các dụng cụ, bánh xe viên mãn nhất. Nó có tâm, có dành, có trục. Trong hết thảy các pháp, nó biểu thị sự viên mãn. Lại còn biểu thị không và có chẳng hai. Tâm bánh xe trống không, chắc chắn chẳng tìm được tâm. Hiện thời chúng ta học toán, học hình học đều biết, đường tròn có tâm hay không? Chắc chắn có, nhưng ở đâu? Chẳng tìm được. Vì thế nói là không. Không được nói trong Phật Pháp, chẳng phải là vô, không, chẳng phải là không có, không là có. Đã có thì tại sao gọi là không? Mắt chẳng thấy được, tai cũng chẳng nghe được, sáu căn của chúng ta chẳng có cách nào tiếp xúc nên gọi là không. Nó xác thực là có, vì thế hình tròn, bánh xe biểu thị có và không bất nhị, biểu thị tánh và tướng bất nhị. Tâm hình tròn tượng trưng chân như bổn tánh, chu vi hình tròn tượng trưng cho tướng. Tâm hình tròn chẳng thể tách lìa đường tròn, đường tròn chẳng thể tách rời tâm hình tròn. Vì thế, nó biểu thị tánh và tướng bất nhị, không và có bất nhị, đó là ý nghĩa viên mãn. Trong hết thảy các pháp, rất khó tìm được một thứ cụ thể như vậy, có thể hiển thị rất rõ rệt ý nghĩa này. Chỉ có hình tròn là có thể hiển thị, vì thế dùng bánh xe để biểu đạt. Hoa sen trong thế gian này là vật chất, hoa sen trong thế giới cực lạc là đại viên mãn, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Hoa sen bên đó có thể tỏa ánh sáng, trong ánh sáng có thể hiện vô lượng vô biên cảnh giới, có thể hiện tượng Phật, chẳng giống hoa sen trong thế gian này. Đại tiểu vô định, nghĩa là hoa sen lớn hay nhỏ không nhất định. Bà sa đẳng thuyết, chủng chủng bất đồng, các tùy cơ hiện. Bà sa là Tỳ Bà Sa Luận, một quyển sách trong kinh điển Phật giáo. Sa luân đại tiểu giả, bà sa luận vân, luân vương thiên bức kim luân, châu viên thập ngũ lý. Hòa nghiêm sao vân, kim luân đại nhất cho tuần, quán kinh vân, nhất nhất trì trung hữu lục thập ức thất bảo liên hoa, đoàn viên chánh đẳng, thập nhị do tuần, đại bổn vân, trì trung liên hoa, hoặc nhất do tuần, nải chí bách do tuần, thiên do tuần, nhì nhân thế sa luân, đại bất du trượng. Bất khả dĩ thử nhi vi định chuẩn. Tỳ Bà Sa Luận nói đến luân dương, tức là nói đến kim luân dương trong bốn loại luân dương. Trong thế gian này, từ thuở Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tới nay, suốt 3000 năm, chưa ai từng thấy luân bảo của kim luân dương. Không chỉ là luân bảo của kim luân dương, sợ rằng luân bảo của vị nhỏ nhất là Thiết Luân Dương cũng chưa có ai trông thấy. Trong kinh Đức Phật bảo chúng ta, người có phước báo lớn nhất trong thế gian này là Luân Dương.
Phạm vi thống trị của Kim Luân Dương là một Thái Dương hệ. Đại dương của Thái Dương hệ là Kim Luân Dương. Ông ta có thể thống trị tứ thiên hạ. Nay chúng ta gọi một tứ thiên hạ là Thái Dương hệ. Tất cả những tinh cầu trong Thái Dương hệ ấy đều do ông ta thống trị. Muốn thống trị hệ thống các tinh cầu, nhất định phải có công cụ giao thông nhanh chóng nhất. Công cụ giao thông là luân bảo. Luân bảo rất giống đĩa bay do rất nhiều người phát hiện trong hiện thời. Hình dạng của nó giống như bánh xe, tốc độ vô cùng mau chóng, vừa là công cụ giao thông, vừa là vũ khí. To chừng nào? Chu vi là 15 dặm. Nó có chu vi là 15 dặm tàu, to ngần ấy. Nhưng hiện thời, chúng ta chẳng phát hiện đĩa bay nào trên thế giới to chừng ấy. Đó là nói luân bảo của Kim Luân Dương. Hiện thời, đĩa bay ở ngoài vũ trụ đến thám hiểm địa cầu có thể là luân bảo của Đồng Luân Dương hoặc Thiết Luân Dương đã nói trong Kinh Phật, nhưng nhỏ hơn luân bảo của Kim Luân Dương đôi chút. Nhưng điều này là thật, tuyệt đối chẳng giả. Hoa Nghiêm Sớ Sao nói, Kim Luân to một do tuần. Luân bảo của Luân Dương lớn hay nhỏ cũng chẳng thể hoàn toàn giống hệt như nhau. Giống như trong thế gian này, phi cơ có lớn hay nhỏ cũng chẳng phải là hoàn toàn giống hệt như nhau. Có thể thấy là luân bảo của Luân Dương tuyệt đối chẳng phải chỉ là một cái. Nhất định là có rất nhiều, có lớn, có nhỏ. Một do tuần là 40 dặm, lớn hơn luân bảo chỉ to 15 dặm như đã nói trong phần trước. Hai câu này đều nói về luân bảo của Luân Dương trong thế gian này. Điều được nói trong câu kinh văn trích dẫn từ Quán Kinh là nói về hoa sen trên Tây Phương Cực Lạc thế giới, khác hẳn, nhất nhất trì trung. Tây Phương Cực Lạc thế giới có vô lượng ao bảy báu, chẳng phải là chỉ có một ao bảy báu. Hữu lục thập ức thất bảo liên hoa, đoàn viên chánh đẳng thập nhị do tuần. Trong mỗi ao báu đều có 60 ức hoa sen bảy báu. Do vậy có thể biết, ao to lớn chẳng thể nghĩ bàn, Tây Phương Cực Lạc thế giới to lớn, không có cách nào tưởng tượng được. Hoa sen trong ao lớn hay nhỏ cũng khác nhau. Chánh đẳng thập nhị do tuần, có thể là hoa sen to cỡ 12 do tuần nhiều nhất, có hoa sen nhỏ hơn mà cũng có hoa lớn hơn. 12 do tuần là 480 dặm, đường kính đại khái là từ Nam đến Bắc Đài Loan, còn to hơn Đài Loan. Đại Bổn là Kinh Vô Lượng Thọ, trong Kinh Vô Lượng Thọ giảng hết sức tỉ mỉ, nên là một bộ kinh điển trọng yếu nhất trong Tịnh Độ Tông. Trì Trung Liên Hoa hoặc nhất do tuần, kẻ giảng sanh thiện căn ít, hoa sen nhỏ nhất, to một do tuần. Một do tuần là 40 dặm, nói chung to cỡ thành phố Đài Bắc, đấy là hoa sen bé nhất. Nải chí bách do tuần, thiên do tuần, 1000 do tuần thì lớn hơn địa cầu của chúng ta, có thể thấy lớn nhỏ chẳng như nhau. Nhi nhân thế xa luân, đại bất du trượng. Bánh xe lớn nhất trong thế gian này tối đa là một trượng. Do vậy, chẳng thể dùng bánh xe trong thế gian này hoặc dùng hoa sen trong thế gian để làm tiêu chuẩn, chẳng thể. Phải biết cảnh giới ở bên ấy chẳng thể nghĩ bàn. Kinh Đại Bổn nói, hoa diệp vô lượng vô biên. Kinh Như Lai Tạng nói, hoa trung hóa Phật, quang minh vô số, nên đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Hữu Vân, chúng bảo liên hoa, trầu biến thế giới. Nhất nhất bảo hoa, hữu vô lượng bách thiên ức diệp. Án Kinh, biệt liên hoa thắng liệt tam chủng, thập diệp bách diệp thiên diệp.
kim viết vô lượng bách thiên ức diệp, diệp ký vô lượng tắc hoa chi đại diệp vô lượng hỷ. Cánh hoa sen trong Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng giống cánh hoa sen trong thế gian này. Hoa sen trong thế gian này ít cánh, chẳng có nhiều cánh, mà cánh hoa lại rất to. Trong kinh thường nói mắt Như Lai giống như cánh hoa sen xanh. Nếu người nghe hiểu là mắt Phật giống như cánh hoa sen trong thế gian này, con mắt ấy sẽ khó coi lắm. Người ấy chẳng biết hoa sen Tây Phương Cực Lạc thế giới có nhiều cánh. Thiên Diệp là một đóa sen có ngàn cánh, cánh sen dài và nhỏ giống như cánh hoa cúc, vì vậy hết sức đẹp. Mắt Phật Bồ Tát giống như cánh hoa sen ấy, dài và nhỏ. Hoa sen trong thế gian này mà trăm cánh ngàn cánh giống như vậy rất hiếm hoi. Hoa sen mười mấy cánh, hai mươi mấy cánh thì khá nhiều. Hoa mười mấy cánh thì thường thấy. Hoa sen càng nhiều cánh càng lạ lùng mà cũng càng trân quý. Hoa sen trong Tây Phương Cực Lạc thế giới có vô lượng cánh. Diệp là cánh hoa, nhiều vô lượng nên hoa cũng phải to. Hữu Như Lai tạng kinh vân, nhĩ thời Thế Tôn ư chiên đàn trùng cát, chánh tọa đạo tràng, nhi hiện thần biến, hữu thiên diệp liên hoa, đại như sa luân, hoa trung hóa Phật, các phóng vô biên số bách thiên quang minh. Cố tri sa luân bất khả tư nghị, ninh đắc cục dĩ nhân thế thường, sở ngự sa nhi vi hạng lượng. Đây là một đoạn kinh văn trong kinh Như Lai Tạng, cho chúng ta biết Đức Phật thị hiện thần biến, dùng sức thần thông của Phật chuyển cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới đến trước mặt chúng ta, khiến cho mỗi kẻ phàm phu chúng ta cũng có thể trông thấy. Chúng ta thường gọi chuyện này là thần thông biến hóa, nhưng các hiện tượng này chắc chắn chẳng phải là ảo thuật. Ảo thuật là giả chẳng thật. Những cảnh giới do Đức Phật đã hiện đều là thật. Ngài đem cảnh giới của chư Phật nơi các phương khác đặt trước mặt chúng ta, khiến cho chúng ta cậy vào thần lực của Phật bèn có thể tiếp xúc, có thể thấy, thậm chí có thể nghe chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Những điều này đều phải cậy vào oai thần của Phật. Ngài hiện hoa sen trong Tây Phương Cực Lạc thế giới giống hệt như kinh Đại Bổn đã nói: hoa tỏa ánh sáng, trong ánh sáng hóa hiện chư Phật. Do vậy có thể biết, chắc chắn chẳng thể dùng hoa sen trong thế gian này để luận định hoa sen báu trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kinh nói, to như bánh xe thì cũng chẳng thể lấy bánh xe trong cõi này để so sánh, hiểu là hình dáng bên ngoài tương tự thì được, chứ công đức lợi ích biến hóa chẳng có cách nào tưởng tượng được. Tùy cơ giả, dĩ hoặc tiểu, hoặc đại. Diêu kỳ nhân địa niệm Phật, công hữu thắng liệt, cơ cảm tự trí nhĩ. Câu này rất trọng yếu. Hoa sen trên Tây Phương thế giới chẳng phải do A-di-đà Phật gieo trồng, nên hoa sen lớn hay bé, ánh sáng và màu sắc của nó chẳng dính dáng gì đến A-di-đà Phật. Hoa sen cho đâu mà có, do người niệm Phật trong các cõi Phật ở mười phương, trong lúc tu nhân đã sanh ra. Pháp môn này là pháp môn hy hữu thù thắng bậc nhất. Người có thể thực sự nhận thức thấu triệt pháp môn này chẳng nhiều lắm. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói, ức vạn nhân trung, nhất nhị tri. Nghĩa là trong ức vạn người chỉ được một hai kẻ hiểu biết. Pháp môn này là pháp môn bậc nhất để mười phương ba đời hết thảy chư Phật độ chúng sanh thành Phật đạo. Nên nói kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà được gọi là kinh bậc nhất trong hết thảy các kinh. Cũng có thể nói là mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai, không có vị Phật nào chẳng giảng bộ kinh này.
Không có vị Phật nào chẳng khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Do vậy, pháp môn này là pháp môn được chư Phật cùng nhau hoằng dương. Chúng ta có thể suy ra được sự thù thắng của nó vậy. Nhưng chúng sanh có người tin, có kẻ chẳng tin. Người tin ít ỏi, kẻ không tin đông đảo. Vì sao không tin? Nghĩ pháp này quá dễ dàng. Họ nói liễu sanh tử thoát tam giới, thành Phật đạo há dễ dàng như vậy ư? Họ chẳng tin tưởng. Phàm những người có thể tin tưởng đều do thiện căn phước đức nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã chín mùi, nên quý vị mới có thể tin tưởng. Điều này chẳng dễ dàng. Nếu quý vị thật sự tin tưởng, bèn liễu sanh tử ngay trong đời này, được sống đời đời ngay trong đời này. Các tôn giáo thường nói đến chuyện sống đời đời. Thật vậy, từ nay trở đi bất sanh bất diệt. Chúng ta giảng sanh là giảng sanh trong khi còn sống, chẳng phải là chết rồi mới giảng sanh. Ra đi trong khi còn sống đến Tây Phương Cực Lạc thế giới vô lượng thọ. Thọ mạng là vô lượng thật sự, chẳng phải là vô lượng có hạn lượng, mà là chân thật vô lượng. Nếu chẳng phải là phước đức, thiện căn, nhân duyên trong vô lượng kiếp đã chín mùi, chắc chắn chẳng thể nào gặp gỡ pháp môn này, dẫu có gặp gỡ cũng chẳng thể tin tưởng. Tín thì có tin nông cạn và tin sâu xa. Có người tuy đã tin nhưng vẫn còn hoài nghi, chẳng phải là khăng khăng một mực tin tưởng. Nguyện cũng có cạn hay sâu khác nhau, hạnh thì công phu cũng chẳng như nhau. Có người mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, có người mỗi ngày chỉ niệm 10 câu, 10 niệm, làm sao có thể như nhau được? Vì thế, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa sen sẽ lớn hay nhỏ khác nhau. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ chuyện này, nay chúng ta phải giữ lấy điều gì? Phải giữ lấy những gì có thể vĩnh viễn đạt được, vĩnh viễn chẳng mất đi. Quý vị giữ lấy những thứ ấy sẽ là thông minh, đó chính là hoa sen trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị thật sự tin tưởng, thật sự phát nguyện, nỗ lực niệm Phật, hoa sen của quý vị ngày càng to hơn. Nửa tin nửa ngờ, dường như niệm, dường như chẳng niệm. Dẫu được giảng sanh, thì đến bên kia, hoa sen chỉ to một do tuần, rất nhỏ. Chúng ta trở nên lưu luyến ngũ dục lục trần trong thế gian này. Vì sao? Hết thảy các pháp trong thế gian này chẳng mang thứ nào theo được. Mọi người đều biết sanh không mang gì đến, chết chẳng đem gì theo. Nếu biết chết không mang được thứ gì theo, thì cần gì phải tranh giành những thứ ấy? Hiện thời quý vị còn chưa chết, đúng vậy, hôm nay vẫn còn chưa chết, nhưng ngày mai có thể còn sống hay không, ai dám đảm bảo? Không ai dám đảm bảo cả. Tai nạn bất ngờ quá nhiều. Chúng ta có được sinh mạng một ngày thì phải nỗ lực tu hành một ngày. Chẳng cần tranh giành những thứ trong thế gian, chúng đều là giả. Gần đây nhất, tôi gặp một vị đồng tu, rất phát tâm và cũng là một Phật giáo đồ kiền thành. Tính tự mình xây dựng một đạo tràng nhỏ để tu hành. Đến hỏi tôi có nên hay không? Tôi nói, Đài Loan có rất nhiều đạo tràng, ông đã thấy rồi đó. Ông cảm thấy có tốt đẹp hay không? Nếu ông có tiền, bây giờ mua một căn nhà nhỏ, đừng nói là mua chỗ lớn lao, mua một nơi to bằng thư viện của chúng tôi, chỉ sợ cũng phải trên 1000 vạn. Nếu ông dùng số tiền 1000 vạn ấy in kinh Vô Lượng Thọ, tặng 100 vạn bản cho hết thảy chúng sanh để kết duyên, tức là ông tu được một đạo tràng to lớn, chắc chắn ông sẽ giảng sanh. Ông tự mình mua nhà lập đạo tràng, nói không chừng là đạo tràng đấu tranh, sợ là chẳng có cách nào giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hiện thời chúng tôi biên tập bộ kinh ấy hết sức hoàn chỉnh. Phần đầu là kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ, chính giữa là Bảo Dương Tam Muội Sám và Tịnh Tu Tiệp Yếu, phía sau in kèm Âm Chất Văn và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nương theo một quyển ấy để tu hành, đủ rồi. Bảo Dương Tam Muội Sám và Tịnh Tu Tiệp Yếu là hành kinh.
Chúng ta dùng hai loại ấy để tu hành. Sám pháp ấy được biên soạn hết sức hay. Dược xa lương hoàng sám và thủy sám, hai bộ sám ấy do cổ nhân biên soạn vào thời đại ấy. Cư sĩ Hạ Liên Cư là người thuộc thời đại hiện tại. Từ lúc cụ giảng sanh cho đến hiện thời bất quá là 25 năm. Cho nên những điều được viết trong bộ sám ấy đều là tật xấu của chúng ta trong hiện thời. Quý vị tu theo sám pháp ấy, pháp lộ sám hối, thì lý sám và sự sám thảy đều trọn đủ. Cho vậy sám pháp ấy vô cùng hay, hãy nên chiếu theo phương pháp ấy để tu tập. Nếu chẳng thể tu mỗi ngày, tốt nhất là mỗi tuần tu một lần. Tịnh tu tiệt yếu có thể tu mỗi ngày, dùng tịnh tu tiệt yếu làm khóa lễ sáng tối. Bảo Dương Tam Muội sám mỗi tuần tu một lần, tối thiểu là mỗi tháng tu một lần. Âm chất văn và cảm ứng thiên do Pháp Sư Ấn Quang đề xướng. Lão nhân gia dùng hai thứ ấy để thay thế giới luật, khiến cho chúng ta thường đọc, thường phản tỉnh. Chỗ nào chúng ta đã làm đúng, chỗ nào đã làm trật. Dùng hai thứ ấy để làm tiêu chuẩn, hồng sửa đổi những hành vi sai trái nơi thân tâm của chúng ta. Chúng tôi đều chép hết vào tập sách nhỏ ấy, hết sức hoàn chỉnh. Hoa sen lớn hay nhỏ cho bản thân chúng ta. Đã hiểu đạo lý này thì phải nỗ lực, phải nghiêm túc tu học. Nói theo nguyên lý, kinh điển Liễu Nghĩa đã nói rất rõ ràng, tâm tịnh ắt cõi Phật tịnh, nguyên lý này vĩnh viễn chẳng thể biến đổi. Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng giống như thế. Vì sao Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức muốn chúng ta một ngày phải niệm nhiều Phật hiệu như vậy? Nhằm mục đích dạy chúng ta tu cái tâm thanh tịnh. Chúng ta chẳng niệm Phật bèn giấy vọng tưởng. Vọng tưởng là nghiệp luân hồi. Quý vị đang tạo tác lục đạo luân hồi. Hằng ngày tạo tác lục đạo luân hồi, làm sao có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi cho được? Quý vị chẳng thoát được, vì thế bảo quý vị niệm Phật. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, niệm Phật là bậc nhất. Bất luận cầu tiêu tai, trừ trướng, miễn nạn, công đức niệm Phật đều to lớn bậc nhất. Vì thế, yêu cầu quý vị mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng, niệm 5 vạn tiếng, niệm 3 vạn tiếng, niệm 1 vạn tiếng. Tối thiểu là một ngày phải niệm 1 vạn tiếng Phật hiệu, chẳng thể ít hơn. Niệm 1 vạn tiếng Phật hiệu chẳng khó, niệm 4 chữ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, niệm tới cách như vậy thì mất 2 tiếng đồng hồ. Chẳng thể niệm một lần thì ta chia ra 2 lần niệm. Chẳng thể niệm 2 lần thì ta chia ra niệm 4 lần, mỗi lần nửa tiếng. Có thể niệm chừng 2 tiếng đồng hồ thì đại khái sẽ đủ 1 vạn tiếng. Vì vậy, quý vị niệm Phật càng nhiều càng hay. Lúc niệm Phật, quý vị không giấy vọng tưởng. Do tu Tây Phương Cực Lạc thế giới tịnh độ, nên mỗi ngày phải niệm kinh. Tối thiểu phải niệm kinh 1 lần mỗi ngày. Phật hiệu tối thiểu phải niệm 1 vạn tiếng. Công khóa sáng tối chuyên tu tịnh nghiệp, dùng tịnh tu tiệp yếu là tốt nhất, chẳng cần dùng nghi thức tụng niệm thông thường. Khóa tụng bình thường vốn do cổ đức đặt ra cho các tự viện thông thường, chẳng ấn định cho người chuyên tu tịnh nghiệp. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư tuổi già đề xướng tịnh độ tông, chuyên tu, chuyên hoằng. Tịnh tu tiệp yếu và Bảo Dương Tam Muội sám là trước tác sau cùng của cụ vào lúc tuổi già. Trong thế gian hiện thời, người tin pháp môn này rất ít, kẻ bài xích, hủy bán pháp môn này hết sức nhiều. Ở hải ngoại, chúng tôi thường gặp kẻ bảo, niệm Phật là pháp tiểu thừa, người tu tịnh độ là kẻ chỉ cầu giải thoát cho riêng mình. Niệm Phật là tiêu cực. Nghe thấy những ngôn luận giống như vậy rất phổ biến. Nếu bản thân chúng ta tính tâm chẳng đủ, chẳng liễu giải tịnh độ, nghe lời lẽ ấy cảm thấy rất có lý.
chính mình ngay lập tức ngã lòng, chẳng niệm nữa. Còn nghe có kẻ nói, bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư chẳng phải là bản dịch gốc, Ấn Quang Đại Sư phản đối. Tuy Ấn Quang Đại Sư phản đối, ngài chẳng phản đối bản của cụ Hạ Liên Cư. Khi cụ Hạ Liên Cư soạn ra bản này, Ấn Quang Đại Sư đã giảng sanh, ngài chẳng đọc đến. Vì sao ngài phản đối những bản hội tập trước đó? Hội tập lần đầu là cư sĩ Dương Long Thư. Ấn Quang Đại Sư cũng rất bội phục cư sĩ Dương Long Thư. Cư sĩ Dương Long Thư đứng giảng sanh, biết trước lúc mất. Nếu quý vị nói bản kinh này chẳng thể hội tập, lẽ ra ông ta chẳng đứng giảng sanh. Ông ta có thể đứng giảng sanh, chứng tỏ hội tập kinh này là điều chánh pháp. Vì sao Ấn Quang Đại Sư phản đối ba bản hội tập trong quá khứ? Là vì người hội tập sử dụng ý nghĩ của chính mình để sửa chữa kinh văn. Ngài không phản đối hội tập, mà là phản đối quý vị tùy tiện sửa đổi kinh văn, chẳng thể mở ra lệ này. Vì sau khi quý vị lập ra tiền lệ, về sau sẽ có kẻ bắt chước, tùy tiện sửa kinh, đến cuối cùng, kinh bị biến đổi thành tình trạng nào, chẳng ai có thể tưởng tượng được, điều này chẳng thể chấp nhận được. Đối với bản hội tập này của cụ Hạ Liên Cư, quý vị hãy đối chiếu bản hội tập ấy với năm bản dịch gốc, sẽ thấy cụ chẳng sửa một chữ nào. Do vậy, nếu Pháp Sư Ấn Quang nhìn thấy nhất định sẽ hoan hỷ, tán thán, quý vị chẳng tìm thấy khuyết điểm. Bản hội tập trước kia của Dương Long Thư có những khuyết điểm. Ông ta thường sửa chữ, đương nhiên ông ta sửa theo ý nghĩa đúng, nhưng chẳng là tùy tiện thay đổi chữ. Các bản của cư sĩ Bành Tế Thanh và cư sĩ Ngụy Mặc Thâm đều phạm khuyết điểm ấy. Vì vậy, cư sĩ Hạ Liên Cư mới phát tâm hội tập một bản mới, chẳng động đến một chữ nào. Hiện thời, Ấn Hành Tịnh Độ Ngũ Kinh Độc Bổn, chính phiên bản bày trước mặt quý vị. Quý vị hãy tự mình đối chiếu, sau khi quý vị đối chiếu sẽ bội phục nằm dốc gieo sát đất. Chẳng còn nói gì được nữa. Vì thế, lần này chúng tôi đặc biệt ấn hành toàn bộ chính phiên bản, là vì sợ có người lại phê bình, lại hoài nghi bản của cụ Hạ Liên Cư có những khuyết điểm. Chính phiên bản bày ra trước mặt, quý vị chẳng còn nói gì nữa. Quý vị hãy tự nhìn xem, đây là lý do vì sao chúng ta phải in Tịnh Độ Ngũ Kinh độc bản. Lý do là ở ngay chỗ này, hy vọng mọi người đối với bản này tin tưởng kiên định, chẳng đổi dời. Hạ lão cư sĩ giảng sanh cũng là biết trước lúc mất, do vậy kẻ thiện căn phước đức mỏng sẽ hoài nghi. Người thiện căn phước đức sâu dày, một phen thoảng qua tai, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo, sẽ chẳng hoài nghi. Theo băng ghi âm lời khai thị trong Phật thất tại Hương Cảng của lão Pháp Sư Đàm Hư, lão nhân già có nhắc tới một đồ đệ của Pháp Sư Đế Nhàn. Vị đồ đệ ấy mù chữ, điều gì cũng chẳng biết. Vì xuất gia, cụ Đế Nhàn cũng chẳng cho ông ta thọ giới, mà cũng chẳng bảo ông ta ở trong chùa. Vì ông ta tuổi tác đã cao, nên sư tìm một ngôi chùa hư nát ở vùng quê thành phố Ninh Ba cho ông ta ở. Dạy ông ta gắn niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Sư dạy, ông cứ thẳng từng mà niệm, niệm mãi, niệm mệt về nghỉ ngơi. Nghỉ khỏe, khoắn rồi lại niệm, người đồ đệ ấy thật sự nghe lời, đúng là khó có. Thật thà niệm Phật, niệm một câu ấy suốt 3 năm, ông ta cũng đứng giảng sanh, biết trước lúc mất, đã chết rồi mà vẫn đứng sững 3 ngày, đợi sư phụ đến lo liệu hậu sự. Pháp Sư Đế Nhàn thấy tình cảnh ấy ca ngợi ông ta, sư nói, Pháp Sư giảng kinh thuyết pháp đương thời, trụ trì các đạo tràng chốn danh sơn, không ai có thể sánh bằng ông ta. Ông ta chỉ biết một câu Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ, trừ câu ấy ra, chuyện gì cũng chẳng biết. Đã chết rồi mà vẫn đứng sững ở đó 3 ngày, chẳng dễ dàng. Do vậy, học Phật phải nghiêm túc tu. Ông ta giảng sanh chắc chắn là thượng phẩm thượng sanh, công phu 3 năm đấy nhé. Nay chúng ta chẳng bằng người ta đúng là thật thà niệm Phật, chúng ta chẳng thật thà. Đầu óc suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung.
Nói ra những lời này nhằm khẳng định hoa sen lớn hay nhỏ do chính chúng ta quyết định. Chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực, phải tu công đức chân thật, chớ nên giả dờ. Trong cốc hưởng tập, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã viết mấy câu rất trọng yếu trong đoạn cuối bài Tịnh Độ Tư Lương. Tôi hết sức tán đồng. Cụ nói, tu hành trong hiện tại, thứ nhất là đồng tu quý tinh, chứ không quý nhiều. Tinh là gì? Thật sự tu. Chúng ta gồm 10 người cùng tu, trong tương lai 10 người đều có thể giảng sanh, rất tuyệt vời. Hiện thời, đạo tràng chúng ta có mấy trăm người, mấy ngàn người, nhưng một người cũng chẳng thể giảng sanh, trong tương lai đều tạo tác ác nghiệp phải đọa trong tam đồ, vậy thì dẫu nhiều có ích gì? Vô ích, do đó các đồng tu quý tinh, chẳng quý nhiều. Thứ hai là đạo tràng trọng thực chất, không trọng hình thức. Thực chất là thật sự tu, thực sự phát bồ đề tâm, thực sự tụng kinh, niệm Phật, không cho hình thức. Kiến trúc trang nghiêm, chân dọn lộng lẫy, bề thế, hương khói rất nhộn nhịp, đồ trúng rất đông, đều là hình thức. Những hình thức ấy là gì? Đạo tràng náo nhiệt, chẳng phải là thật sự tu hành. Trước kia thầy Lý bảo tôi, thật sự đã Phật thất, chẳng thể đông hơn 10 người. Nhiều hơn 10 người là đã bị biến chất, biến thành pháp hội, chẳng phải là niệm Phật. Năng lực tinh thần của vị chủ thất sư có thể chiếu cố 10 người thì còn được. Người đông quá, chủ thất sư là hình thức, chẳng có cách nào chiếu cố được. Đối với mỗi cá nhân, chủ thất sư đều phải quan sát và hiểu cảnh giới của người ấy, khiến cho trong 7 ngày, người ấy thật sự có thể đạt được lợi ích, thật sự có thể đạt được một chút thành tựu, như công phu thành phiến hay nhất tâm bất loạn. Đã Phật thất nhằm câu điều này, đông người sẽ chẳng có cách nào, đều biến thành hình thức. Có người hiện thời chuộng hình thức, chẳng trọng thực chất. Thứ ba, chân tu phải chú trọng nhất tâm, chú trọng tâm thanh tịnh. Không xem trọng cảnh giới, không đặt nặng thần thông, không coi trọng thiền định, không xem trọng cảm ứng, những điều này đều chẳng cần. Ta đến đây để cầu gì? Cầu tâm thanh tịnh. Cho vậy, ba điều cụ Hoàng đã khai thị vô cùng quan trọng. Nếu có thể tuân thủ ba điều khai thị ấy, tuy sống trong thời kỳ mạt pháp cũng chẳng bị đi vào ngõ rẽ, chẳng bị lạc lối. Tuy là mạt pháp, nhất định có thành tựu, chẳng thể nghĩ bàn. Nhưng đại đa số người hiện thời đều phạm khuyết điểm, đều nói tới bề ngoài, đều nói tới chuyện dễ coi, toàn là nói tới hình thức. Nói đạo tràng hưng dựng thì chùa to, người đông, có phải là hưng dựng hay không? Sai mất rồi, sai lầm quá đỗi. Chúng ta đọc Tây Phương Sát Chỉ, nhóm đồ đệ của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát, tất cả chỉ có 12 người tu hành, 12 người ấy ai nấy giảng sanh, lỗi lạc thay, đạo tràng Bồ Tát đấy nha. Do vậy, quyết định chẳng phải là đông người, chư vị nhất định phải nhớ kỹ điều này. Chúng ta phải kết hợp những người thật sự chí đồng đạo hợp. Thật sự chí đồng đạo hợp là gì? Chúng ta chỉ có một mục tiêu, cầu sanh Tây Phương, cầu sanh tịnh độ. Chúng ta cùng một nguyện vọng, hoằng chương tịnh độ. Có thể phát tâm như vậy, không chỉ là đồng tâm đồng nguyện với A-di-đà Phật, mà nói thật ra còn là đồng tâm đồng nguyện đồng hạnh với mười phương hết thảy các đức Như Lai. Có lẽ nào chẳng giảng sanh? Nải hữu dĩ hoa như sa luân, ức thử kinh tán thiện, cái vị thảo ư luân nghĩa. Cổ đại đức bảo pháp môn niệm Phật là tán thiện. Đó là vì chưa thâm nhập nghiên cứu ý nghĩa của kinh, nhìn sai ý nghĩa. Đại như sa luân, thả dụ hình thể, dĩ luân dụ đức, diệt hữu đa nghĩa. Bởi lẽ, mỗi chữ, mỗi câu trong Phật Pháp đều bao hàm vô lượng nghĩa. Nếu chúng ta muốn liễu giải Phật Pháp, nói thật ra chẳng phải là chuyện dễ dàng.
thật sự có thể thấu hiểu Phật pháp, nhất định phải dốc sức nơi tâm địa, tuyệt đối chẳng ở nơi văn tự hoặc nơi chú giải. Quý vị muốn thông đạt Phật pháp bằng văn tự hoặc chú giải, đó là chuyện chẳng thể nào có. Từ xưa đến nay, chẳng dùng phương pháp ấy. Chỉ có con người hiện thời mới dùng phương pháp ấy. Tức là nghiên cứu kinh luận, nghiên cứu chú sớ. Trong bộ Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, nơi phần giải thích tựa đề bộ kinh, Thanh Lương Đại Sư Lão Nhân Gia đã nói rất minh bạch. Phương pháp được sử dụng bởi người hiện tại đều là tăng trưởng tà kiến. Chúng ta đọc rất nhiều kinh điển, xem rất nhiều chú sớ, Phật pháp đầy ắp trong đầu, đó là tà tri tà kiến. Những kinh luận chẳng phải là do Đức Phật nói ra ư? Đức Phật chẳng nói một câu nào. Quý vị đọc kinh Kim Cang thấy chép, kẻ nào nói Đức Phật thuyết pháp, kẻ đó bán Phật, Đức Phật chẳng nói một câu nào. Nói thật thà, Phật pháp chẳng có ý nghĩa, Phật pháp chẳng nói được. Tâm Phật là tâm thanh tịnh, trong tâm thanh tịnh chẳng sanh một niệm, há có pháp để nói? Chẳng có pháp để nói, Đức Phật thuyết pháp 49 năm, nói lắm kinh như vậy, trong kinh đã nói rất minh bạch. Chẳng nói mà nói mà không nói. Nếu quý vị có thể hiểu ý nghĩa này, mới là thật sự nhập Phật tri kiến. Đức Phật chẳng nói, đó là lời thật thà, là lời chân thật. Đức Phật chẳng nói một câu nào. Vì chúng sanh có bệnh nên Đức Phật bảo cho quý vị biết lỗi này, lỗi nọ. Quý vị nói, Đức Phật nói một câu. Đức Phật chẳng nói một câu nào, chỉ nói ra lỗi này, lỗi nọ của quý vị. Vì thế phải chú tâm thấu hiểu. Phật pháp dạy chúng ta giác, chánh, tịnh. Đạt được một chữ trong ba chữ giác, chánh, tịnh thì cả ba đều đạt được. Thiền tông dốc sức nơi giác, hễ đã giác đương nhiên là đạt được chánh và tịnh. Giáo hạ dốc sức nơi chánh, người niệm Phật đổ công nơi tịnh. Trong ba chữ ấy, tịnh tương đối thù thắng, tương đối dễ dàng hơn. Tịnh là cầu tâm thanh tịnh, dốc sức từ chỗ này. Chỉ cần cái tâm đã thanh tịnh, quyết định là chánh tri, chánh kiến, quyết định là đại giác rạng ngời, đó là đạo lý nhất định. Do vậy, cầu tâm thanh tịnh. Nay chúng ta niệm Phật tụng kinh, mục đích đều nhằm cầu tâm thanh tịnh. Do vậy, trong niệm Phật tụng kinh, chớ nên có vọng tưởng. Chớ nên nghĩ tưởng ý nghĩa trong kinh. Chẳng cần suy tưởng ý nghĩa trong kinh thì tâm mới thanh tịnh. Nếu vừa niệm vừa nghĩ đến ý nghĩa trong kinh, tâm sẽ chẳng thanh tịnh, tức là coi kinh Phật như sách thế gian để đọc. Do đó, phải hiểu, kinh Phật chẳng có ý nghĩa gì, chúng ta chỉ niệm, chẳng cầu hiểu ý nghĩa. Niệm kinh như vậy thì tam học, giới, định huệ, thảy đều trọn đủ. Vì lẽ đó, niệm kinh, niệm Phật là tu giới định huệ. Ta mỗi ngày niệm kinh này từ đầu đến cuối một lần là tu giới định huệ một lần. Ta niệm Phật niệm 2 giờ là tu giới định huệ 2 giờ. Huệ ấy là trí huệ chân thật, là căn bản trí. Căn bản trí là như trong kinh Bát Nhã đã nói, Bát Nhã vô tri tu gì? Tu vô tri, khi khởi tác dụng, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài. Không gì chẳng biết, không gì chẳng biết cho đâu mà có, từ vô tri mà có. Này chúng ta phạm khuyết điểm, nên gọi là điên đảo. Trong kinh Đức Phật thường nói chúng ta là kẻ đáng thương xót, là kẻ điên đảo. Điên đảo là gì? Chúng ta dốc hết tánh mạng cầu tri, dốc hết tánh mạng cầu tri thì kết quả là có điều không biết, thứ gì cũng đều chẳng biết. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta, trước hết, quý vị phải cầu vô tri. Thực sự đạt đến vô tri thì sẽ chẳng gì không biết. Con người hiện thời chẳng chịu cầu vô tri, đòi hỏi có biết, điên đảo ở chỗ này. Khi thật sự thanh tịnh đạt được vô tri, thì lúc mở kinh ra sẽ là vô lượng nghĩa. Nếu quý vị giảng cho người khác, trong ấy sẽ là vô lượng nghĩa. Nếu quý vị chẳng giảng thì trong ấy một tí ý nghĩa cũng đều chẳng có. Vì thế chúng ta chẳng thể cầu hữu tri, mà hãy cầu vô tri. Trong lúc tâm quý vị thanh tịnh, sẽ giống như Lục Tổ đã nói, vốn chẳng có một vật, trí huệ của quý vị liền sanh. Khi Lục Tổ gặp Ngũ Tổ,
đã thưa cùng Ngũ Tổ, trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Trong tâm con người chúng ta hiện thời thường sanh phiền não, còn người ta, tức Lục Tổ, thường sanh trí huệ. Vì sao thường sanh trí huệ? Tâm thanh tịnh, trong tâm thứ gì cũng đều chẳng có. Tâm giống như nước phẳng lặng, giống như một tấm gương chiếu kiến đấy. Tâm kinh có nói chiếu kiến ngũ uẩn đều không, trong tâm chúng ta là gió to, sóng lớn, thứ gì cũng chẳng thấy được. Thấy chẳng được, bèn suy nghĩ lung tung, chỗ nào cũng suy lường, gốc bệnh ở ngay chỗ này. Vì lẽ đó, pháp môn tịnh độ là pháp môn xảo diệu nhất, là pháp môn thiện xảo nhất. Tức là dạy chúng ta lìa khỏi phân biệt chấp trước, vọng tưởng bằng phương pháp dùng niệm Phật, tụng kinh để bài trừ. Quý vị công phu lâu ngày, tự nhiên phân biệt chấp trước, vọng tưởng ít đi, vọng tưởng ít, trí huệ liền sanh, trí huệ liền tăng trưởng. Hình thể giả, luân thể vi viên, hữu liên tượng giả. Hình là hình trạng, nói theo phương diện hình thể, bánh xe là tròn. Nhìn từ phía trên, hoa sen cũng là tròn. Hình tướng tương tự, mang ý nghĩa này. Đa nghĩa giả, trong luân quả thật có rất nhiều ý nghĩa. Hữu, luân hữu chuyển nghĩa. Nói thật ra, tác dụng lớn nhất của bánh xe là xoay tròn, có thể nói là nhân loại tiến bộ, mãi cho đến ngày nay, phát triển đến tận vũ trụ, đều cậy vào sự xoay tròn. Nếu nó chẳng chuyển động, thì thứ gì chẳng thể chuyển động. Nếu bánh xe hơi không xoay được, thì xe có tác dụng gì nữa? Nếu động cơ máy bay chẳng chuyển động, máy bay cũng chẳng thể bay được. Tất cả hết thảy khoa học kỹ thuật đều dựa vào sự chuyển động của bánh xe. Bánh xe có ý nghĩa động, có ý nghĩa chuyển. Thử liên hoa giả, thác dựng chúng sanh, dịch phàm thành thánh, tức chuyển nghĩa cố. Từ nơi này sanh sang nơi khác là ý nghĩa chuyển. Đối với hoa sen trong thế giới cực lạc, chúng sanh sanh vào hoa sen là phàm phu, nhưng vừa vào hoa sen bèn thành thánh nhân. Thánh nhân như thế nào? Thưa cùng quý vị, bậc đại thánh nhân phi phàm, thành Phật. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn chẳng có chuyện này, chỉ riêng Tây Phương cực lạc thế giới thù thắng. Nó là pháp môn thành Phật trong một đời. Dịch phàm thành thánh là ý nghĩa chuyển. Hữu, luân hữu triển nghĩa. Triển là giống như xe hủ lô. Nó có thể cán bằng, nghiền phẳng mặt đất, mang ý nghĩa này. Thử liên hoa giả, bất nhiễm ô trược, phá trừ phiền não, tức triển nghĩa cố. Hoa sen trong sạch, thơm sạch vi diệu. Nếu chúng ta có phiền não chướng, thì bốn ý nghĩa, vi diệu, hương khiết đều không có. Do vậy, người sanh vào hoa sen, tất cả hết thảy phiền não tự nhiên chẳng còn. Chúng ta giảng sanh mang ra phiền não, đới nghiệp giảng sanh, tới Tây Phương cực lạc thế giới, những phiền não ấy tự nhiên đều chẳng còn. Chúng đi đâu rồi? Chuyển biến thành trí huệ. Đó gọi là phiền não tức bồ đề. Đến Tây Phương cực lạc thế giới, phiền não hễ biến đổi liền biến thành trí huệ, sắc nhiễm màu. Do vậy, chẳng cần đoạn phiền não mà phiền não tự nhiên chẳng còn. Điều này giống như ý nghĩa nghiền nát. Hữu, luân hữu phi hành nghĩa. Phi hành nghĩa, người xưa đã có thể nói như vậy. Chúng ta là người hiện tại đọc đến, cảm thấy chẳng thể nghĩ bàn. Người hiện thời nhìn vào nghĩa phi hành còn tương đối hiểu được. Khoa học kỹ thuật phát triển mà. Trước đây làm sao có phi hành? Có thể thấy đại khái là vào thời cổ đã có đĩa bay. Thánh Vương Kim Luân. Đây là nói tới luân bảo của chuyển luân Thánh Dương. Nói thật ra, ngày nay chúng ta gọi nó là đĩa bay. Nhất Nhật Chi Trung Nhiễu Tứ Thiên Hạ. Nhất Nhật là 24 giờ. Luân bảo của Kim Luân Thánh Dương có thể nhiễu quanh Thái Dương hệ một vòng.
Thử Liên Hoa Giả, biến chí thập phương. Luân bảo của Kim Luân Thánh Vương chẳng thể sánh bằng Hoa Sen trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Luân bảo của Kim Luân Thánh Vương vòng quanh Thái Dương Hệ phải mất một ngày. Hoa Sen trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong một khẩy ngón tay hay một sát na, có thể đến trọn khắp mười phương pháp giới. Luân bảo của Luân Vương chẳng thể sánh bằng. Tận hư không khắp pháp giới, trong một niệm có thể đến trọn khắp. Hoa Sen trong Tây Phương Cực Lạc thế giới có tốc độ như vậy, thù thắng ngần ấy. Tiếp bỉ niệm Phật chúng sanh, người niệm Phật trong lúc giảng sanh, Phật đến tiếp dẫn. Đóa sen Đức Phật cầm trên tay chính là Hoa Sen do chính quý vị niệm thành. Ở đây chúng ta thờ tượng A Di Đà Phật tiếp dẫn, tay ngài cầm một đóa sen. Hoa sen ấy cho chính người giảng sanh tự niệm Phật, trong ao bảy báo bèn sanh một đóa sen, lớn hay nhỏ do công phu niệm Phật của chính mình sâu hay cạn. Đức Phật cầm đóa sen ấy đến tiếp dẫn quý vị. Hơn nữa, trên hoa sen ấy có tên của chính quý vị, chắc chắn chẳng lầm lẫn. Quy ư Cực Lạc, tức phi hành nghĩa cố, dư bất phiền cử. Trong đây có quá nhiều ý nghĩa, nói chẳng hết, chỉ nêu ra mấy điều khá trọng yếu để quý vị hiểu được ý nghĩa. Chuyện giảng sanh là sự thật rõ rệt từ xưa đến nay. Chúng ta đích thân mắt thấy tai nghe rất nhiều. Ngàn vạn phần chứ nên nghĩ những điều được nói trong Tịnh Độ Tông và Tôn Giáo chưa chắc là thật. Nếu quý vị có lòng hoài nghi thì đúng là đáng tiếc quá. Quý vị là bỏ lỡ cơ hội trong đời này mất rồi. Thuở đầu tôi mới học Phật cũng chẳng thể tin tưởng sâu xa pháp môn này. Thầy Lý khuyên nhủ tôi, thầy khuyên theo cách nào? Thầy nói từ xưa đến nay khá nhiều người nương theo pháp môn này tu học. Giả sử những người đó đều bị lừa thì chúng ta bị lừa một lần có sao đâu. Thầy dùng phương pháp ấy để khích lệ tôi phải tin tưởng, nghiêm túc tu học. Bị lừa ư? Được, đời này để cho pháp ấy lừa ta một lần cũng được. Nếu pháp ấy là thật, chúng ta đạt được lợi ích to lớn. Nếu nó chẳng thật, chúng ta cũng chẳng bị thua thiệt gì. Nhưng tôi bảo quý vị, nếu giữ thái độ ấy để niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, có thể giảng sanh hay không? Có thể chứ, nhưng sanh về đâu? Biên địa nghi thành, chúng ta biết điều này. Biên địa nghi thành cũng còn khá, cũng rất khó có. Bất quá sau 500 năm mới có thể hoa nở thấy Phật. Phải ở đó 500 năm, bỏ lỡ 500 năm mà thôi. Nhưng quý vị sẽ chẳng bị thoái chuyển. Biên địa nghi thành cũng chẳng thoái chuyển, rất khó có. Dẫu là giảng sanh trong biên địa nghi thành, vẫn vượt trội các pháp môn khác. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, bất cứ pháp môn nào cũng đều chẳng sánh bằng. Công đức thù thắng của biên địa nghi thành cũng chẳng thể nghĩ bàn. Thanh hoàng xích bạch, ngôn kỳ sắc giả. Đây là nói tới màu sắc của hoa sen, có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, bốn loại màu. Bất duy cử sắc, nhi ngôn quang giả, thử độ liên hoa, hữu sắc vô quang cố, đảng cử tứ sắc giả, tỉnh văn giả. Thanh sắc thanh quang, hoàng sắc hoàng quang. Hoa sen trong thế gian này có màu, chẳng có ánh sáng. Hoa sen trong Tây Phương Cực Lạc thế giới vừa có màu, vừa có ánh sáng. Màu sắc và quang minh tươi đẹp đều liên quan mật thiết với sự niệm Phật của chúng ta trong hiện tại. Đảng cử tứ sắc giả, tỉnh văn. Nói tỉnh lược, trên thực tế, hoa sen trong Tây Phương Cực Lạc thế giới có vô lượng màu, vô lượng quang, tuyệt đối chẳng phải là bốn thứ. Tứ sắc giải kiến tiền sớ. Trong vô lượng màu, Đức Phật nêu ra đơn giản bốn màu. Nêu ra bốn màu ấy cũng có lý, vì thế gian này cũng có bốn loại màu ấy. Nếu thế gian này chẳng có, Đức Phật nói ra, chúng ta khó thể tin tưởng. Nêu ra những màu này, thế gian cũng có, chúng ta liền dễ dàng tin tưởng, dễ dàng lãnh hội. Đồng thời, chúng có ý nghĩa biểu thị pháp, quang giả,
tùng sắc nhi pháp, như châu oánh khiết, tác năng phát quang. Ở đây là tỷ dụ bảo châu trong thế gian này, chỉ cần có một tia sáng yếu ớt chiếu đến nó liền phát sanh ra tác dụng phản xạ ánh sáng. Tây phương cực lạc thế giới do vô lượng chất báu hợp thành. Tây phương cực lạc thế giới là cõi pháp tánh, do tánh đức của chân như bổn tánh hiển hiện, nên mỗi một loại vật chất đều tỏa ánh sáng. Trong Tây phương cực lạc thế giới, thân Phật phóng quang, Bồ Tát phóng quang, trên thân mỗi người đều có quang minh, nên thế giới ấy còn gọi là thế giới quang minh, không chỉ là thế giới liên hoa, mà còn là thế giới quang minh. Bỉ độ liên hoa chí vi thanh tịnh, cố hữu quang giả. Ở chỗ chúng ta, hoa sen là thân thảo, hoa sen trong cõi kia là chân bảo hợp thành, vì thế có quang minh. Đại bổn vân, thanh sắc thanh quang, bạch sắc bạch quang, huyền hoàng châu tử chi sắc, kỳ quang diệt nhiên. Kinh Vô Lượng Thọ nói cặn kẽ. Chẳng phải chỉ là bốn loại ấy, huyền hoàng châu tử tượng trưng rất nhiều màu trong ấy. Vĩ diệp hoáng lạng, minh diệu nhật nguyệt. Vĩ diệp là dáng vẻ hết sức rực rỡ, đẹp đẽ. Minh diệu nhật nguyệt là quang minh vượt trội ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Nhất nhất hoa trung, xuất tam thập lục bách thiên ức quang. Nhất nhất quang trung, xuất tam thập lục bách thiên ức Phật. Trong quang minh có hóa Phật. Nhất nhất chư Phật, hữu phóng bách thiên quang minh, phổ vị thập phương chúng sanh thuyết vi diệu pháp. Đây là sự thù thắng của hoa sen. Vi diệu pháp là pháp gì? Là pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ, là pháp vi diệu bậc nhất trong các pháp do hết thảy chư Phật đã nói. Vì pháp môn này, bất luận căn tánh nào, bất luận chúng sanh như thế nào, nam, nữ, già, trẻ, các nghề nghiệp, trình độ cạn hay sâu, trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới tới A Tỳ địa ngục, hữu tình trong chính pháp giới, nương theo pháp môn này, thể đều đắc độ, đều bình đẳng thành Phật. Điều này chẳng thể nghĩ bàn, đây là pháp vi diệu chân thật. Cứ thử, cắt thanh, bạch huyền hoàng châu tử, dĩ thành lục sắc. Theo như Kinh Vô Lượng Thọ đã giảng, chẳng phải chỉ có bốn màu. Nhi Phật địa luận, phục vân thất bảo, cố tri tứ sắc, kỳ văn tỉnh cố. La Thập Đại Sư dịch kinh này, dịch bốn màu là nói tỉnh lược. Sáu phương Phật trong phần sau cũng là tỉnh lược, nguyên văn là mười phương. Kỳ thật, liên hoa cụ vô lượng sắc, cụ vô lượng quang giả, hữu bất ngôn thuyết pháp giả, diệt văn tỉnh cố. Quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ mới biết xác thực là hoa sen vô lượng sắc, vô lượng quang, quang trung hóa Phật. Phật là vì hết thảy chúng sanh thuyết pháp, thuyết vi diệu pháp. Trong tiểu bổn, những chuyện này đều tỉnh lược. Cùng đọc tụng, nghiên cứu đại bổn và tiểu bổn, sẽ có thể nhìn thấy ý nghĩa khá viên mãn. Hôm nay, tôi giảng tới chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.